quốc rất là nhanh, không có thể nào mình kiểm soát được cái số tử vong, con số tử vong. Hiện tại bây giờ thì tại Trung Quốc thì cái số người đã tử vong mà thiêu để mà lấy cái hũ cốt thì nó không còn kịp nữa, nó phải tồn động lại trong một ngày vậy là mấy trăm xác, vậy là gần cả ngàn xác. Là những cái tỉnh mà nó đông đúc mà nó bị cái con dịch bệnh kiến bệnh lây lan này chết. Tại vì cái vô rồi nó khi mà nó xâm nhập trong cơ thể rồi thì nó làm nguyên cái lá phổi này nó đen rồi hết, tức là cái màu đen của nó là nó không còn cái sức mà để lọc máu nữa, nó không còn cái lọc máu được. Cái lọc máu không được là kể như mình tử địa là chứ không còn con nào sống nữa. Cái phổi là cái chỗ nơi để mà nó lọc máu, mà bây giờ nó không lọc máu được là cái chỗ nơi là tử vong, chứ không có cách nào. Nó nhanh lẹ mà cái phổi với cái tim thì nó lại sát với nhau. Đó, trên dưới chỉ có 5-7 phân chứ cm gì đó chứ không có xa được. Do đó mà cái tim nó làm cho ngừng đập rất là nhanh. Hãy phổi không lọc được thì cái tim nó phải ngừng. Đó. Do cái chỗ đó mà về vấn đề đông y hay là tây y gì nó cũng rất là sợ cái vấn đề mà các cái dịch bệnh mà nó phát sinh từ nó phổi với tim ảnh hưởng rất là nhanh lẹ. Nó đã có xảy ra trong cái việc mà sấm truyền đã có nói trước. Tức là qua cái năm con trâu thì nó sẽ diễn biến tới cái năm dê, năm mèo. Cái mèo thì mèo kêu bó tánh lao sao thôi chứ còn chưa đến đổi mà nó phải là một cái sự mà đau khổ trong cái tàn khốc của nhân loại. Mà cái dịch bệnh kỳ này thì cũng là phát sinh tại Trung Quốc mà thôi. Tại vì Trung Quốc là một cái xứ có thể nói là ăn chơi rất nhiều cái món, cái kiểu như cái đồ ăn chế biến rất là nhiều. Rồi cái vật dụng để mà nó chế biến từ cái thức ăn đó nó có liên hệ tới những cái động vật quý hiếm ở trên thế giới mà họ nghiêm cấm. Thì cái vấn đề đó nó có hai sự kiện xảy ra. Sự kiện thứ nhất là cái vấn đề tại đất nước Trung Quốc nó phát sinh cái diễn biến của cái dịch bệnh. Cái biến chủng mới, mà cái biến chủng đó là cái biến chủng đó có thể nói là nó hơn cái biến chủng cũ gấp trăm lần, gấp cả ngàn lần. Tức là cái sức mạnh mà để tiêu diệt nhân loại, chết liền ở trong nhân loại, chết liền tại chỗ, chứ không có thời gian để mà đi điều trị được. Thì cái diễn biến đó từ bấy lâu nay thì tôi cũng thấy nó đã trước Tết nó đã có rồi, nhưng mà nó chỉ có mới phát sinh ra ở Trung Quốc mà thôi, chứ ở các nước khác thì chưa thấy. Thì mới đây thì cái trên cộng đồng mạng hoặc là trên mấy cái đài mà truyền thông của thế giới, nhất là ở Mỹ, nó cho biết rằng Trung Quốc đã có một cái chiến dịch là nó mở rộng cái đại dịch này ra cho toàn thế giới phải chịu lãnh, giống như cái Covid-19 cái năm cuối năm 19 qua đầu năm 20, cũng nhằm vào qua cái Tết tháng Giêng tháng 2 vậy đó nó mới diễn. Thì bây giờ ở tại bên Trung Quốc nó cái số người hiện tại ở Trung Quốc mà ở cái chỗ nơi mà trung tâm của dịch bệnh này nó diễn biến ra đó. Thì hiện nay bây giờ cái số người chết là đi thiêu không kịp, nó còn tồn động mỗi một ngày trên cả vài trăm cái xác chết mà chưa thiêu. Cái diễn biến của nó là như vậy đó, chứ không phải tầm thường. Như vậy thì cái dịch bệnh này nó diễn biến rất là nhanh. Cái chuyện mà tàn khốc của con người đến cái chỗ mà rất em không có thể nói là mình nói là
trong trong một cái ngày hai ngày gì đó rồi để mà trị được, không có không có thời gian để mà trị. Chờ đó 500. Thì tôi thấy rằng cái việc mà nó một ngày một tới chứ nó không có lui được. Nhưng mà diễn biến cái Tết của năm nay của tại Việt Nam với các nước của châu Á của mình á như thế nào, thì cái việc đó thì tôi xin khẳng định với bà con cô bác rằng ăn Tết năm nay thì cũng yên ổn chứ không có gì. Nhưng mà cái khổ nó đã tới, tức là cái nghèo nàn dịch bệnh, do nên cái dịch bệnh đó nó triển khai rồi, người ta nghe nhiều quá cái thông tin, bây giờ thông tin nó toàn cầu mà. Thành ra bây giờ người ta nghe nhiều quá người ta sợ, ta không có đi đâu nhiều. Mà ở tại địa phương của mình thì tỉnh An Giang này thì rất là trầm tĩnh, do nơi cái chúng ta nó có hai cái phương cách để mà đón nhận cái vấn đề mà dịch bệnh này. Cái thứ nhất là cái bài thuốc xong từ hồi Covid-19, cái bài thuốc đó rất là kết quả. Nếu nhiều người nào tin mà xong chừng 2-3 lần thì không có cái vấn đề gì xâm nhập. Còn cái sự mà lây lan của nó hiện tại bây giờ quá nhanh, quá lẹ. Có thể nó cái chết quốc rất là nhanh, không có thể nào mình kiểm soát được cái số tử vong, con số tử vong. Hiện tại bây giờ thì tại Trung Quốc đó thì cái số người đã tử vong mà thiêu để mà lấy cái hũ cốt thì nó không còn kịp nữa. Nó phải tồn động lại trong một ngày vậy là mấy trăm xác vậy đó. Gần cả ngàn xác. Là những cái tỉnh mà nó đông đúc mà nó bị cái con dịch bệnh kiếm dịch bệnh lây lan này chết. Tại vì cái vô rồi nó khi mà nó xâm nhập trong cơ thể rồi thì nó làm nguyên cái lá phổi này nó đen rồi. Tức là cái màu đen của nó là nó không còn cái sức mà đi lọc máu nữa, nó không còn cái lọc máu nữa. Cái lọc máu không được là kể như mình tử địa là chứ không còn con nào sống nữa. Cái phổi là cái chỗ nơi để mà nó lọc máu, mà bây giờ nó không lọc máu được là cái chỗ nó là tử vong, chứ không có cách nào. Nó nhanh lẹ mà cái phổi với cái tim thì nó lại sát với nhau. Đó, trên dưới chỉ có 5-7 phân chứ cm gì đó chứ không có xa được. Do đó mà cái tim nó làm cho ngừng đập rất là nhanh. Hãy phổi không lọc được thì cái tim nó phải ngừng. Đó. Do cái chỗ đó mà về vấn đề đông y hay là tây y gì nó cũng rất là sợ cái vấn đề mà các cái dịch bệnh mà nó phát sinh từ nó phổi với tim ảnh hưởng rất là nhanh lẹ. Còn cái vấn đề mà lây lan, cái sự lây lan thì từ cái Covid-19 mình đã thấy cái sự mà nhiễm của nó quá nhanh. Từ ngày này cái khẩu trang của mình nó không có thu gì đâu. Khẩu trang mà y tế mà nó vẫn còn xâm nhập được. Đúng rồi. Khẩu trang y tế mà vẫn còn xâm nhập. Quá đúng. Thì cái khẩu trang của Việt Nam mình, cái khẩu trang mà mình đeo ngang cái miệng cái mũi đó thì nó không có cách ngăn ngừa được đâu. Đây là một cái vấn đề mà then chốt rất là nguy hiểm vô cùng. Không, hiện tại như là thế giới không còn có cái gì để mà ngăn chặn được hết. Như vậy thì mình thấy rằng cái diễn biến của cái dịch bệnh mới, cái con virus mới này nó rất là nguy hiểm. Nguy hiểm gấp 100-1000 lần cái con virus cũ. Chứ không phải. Mà bây giờ cái chiến dịch của Trung Quốc là nó lại đẩy cái số người mà nó cho đi du lịch cho toàn thế giới đó. Đó là cho đi được tự do, nó không có hạn chế visa gì hết trơn. Thì vấn đề đó là gì? Vô cùng phức tạp. Rồi các cái nước mà được mà cái người Trung Quốc mà tới, bây giờ trên toàn thế giới nước nào là không có dân Trung Quốc. Nó đã thâm nhập ở cái chỗ đó rồi, nó vô trong cái hộ khẩu, nó vô trong cái chỗ mà cái hồ sơ mà để mà làm cái dân nhập cảnh đó, nó quá dễ dàng. Do đó mà cái chỗ mà người Trung Quốc họ ở khắp nơi, các chỗ tụ điểm nào mà có chợ búa đông thì có người Trung Quốc ở đó. Do đó mà nó bà con dòng họ của nó tàn lan toàn khắp thế giới này, chỗ nào cũng có nó hết. Rồi nó xin nhập cảnh, nó xin thăm viếng bà con, cái lý do nó quá chánh đáng, không thể nào mà chống lại được. Do đó mà cái chỉ có những cái nước nào mà kiểm soát vấn đề dịch bệnh này kỹ lưỡng thì cái vấn đề đó nó sẽ hạn chế bớt. Còn nếu không, mà nếu mà cho nhập tàn lan được mà như kiểu những cái năm về trước là kể như là chúng ta không còn có cơ hội để mà ngăn ngừa cái dịch bệnh này.
đó là vấn đề dịch bệnh. Mà cái Tết này, bây giờ mình nói xuyên qua cái Tết này. Tết này thì ở Việt Nam coi như là ổn định cái Tết này, chứ không có gì. Bởi vì cái số mà nó xâm nhập ở Việt Nam thì khoảng chừng 100.000 người từ Bắc với Nam, thì khoảng đó. Mà cái miền Nam thì rất là ít, mà dân miền Bắc nó nhập ở các cái cảng biên giới đó rất là nhiều. Nó đi xuyên qua Lào, nó đi xuyên qua những cái cổng của những cái tỉnh của miền Bắc mình, 6 tỉnh miền Bắc đó, với cái cổng ngang Lào đó thì rất là nặng. Và biên phòng của mình cũng ngăn ngừa, nhưng mà không biết là cái tình hữu nghị của hai nước nó có cản trở được hay không, thì cái đó mình chưa có biết được vấn đề đó. Bây giờ chỉ có làm sao cái cách mà để mà ngăn ngừa đó là ra một cái loại mà khẩu trang nào đó để mà chống lại cái hơi độc. Mà nếu mà chống được cái hơi độc này thì con người nghẹt thở chết, chứ không mình không còn cái không khí oxy để mà thở nữa. Rất là khổ. Ngăn ngừa cái con virus này được thì không có oxy để thở. Lúc đó có thể nói là nó lây nhiễm cả toàn bộ cái không khí của địa cầu, chứ không phải là còn là ở cái vùng của con dịch bệnh này nữa. Không khí nó sẽ bị nhiễm dịch bệnh, nó nhiễm cái chất độc của con virus này. Cái chất độc này thì không có một cái loại mà thuốc nào mà để mà nó trị nhanh, ngăn ngừa không kịp. Đó thì cái nạn mà chết chóc xảy ra thì dĩ nhiên là chúng ta phải thọ lãnh, nếu như mà mình không có ngăn ngừa được. Còn nếu như chúng ta tin tưởng vào hai mặt, cái thuốc cái thứ hai là cái thuốc đông y của Việt Nam, thuốc đông y nó có cái bài thuốc xong để ngăn ngừa dịch bệnh rất là kết quả. Nhưng mà cái niềm tin của nhân loại, của chúng sanh ở các tỉnh ở miền ngoài đó, họ không biết không họ tin hay không. Chứ còn tôi thấy rằng những cái cơ cười đầu mà COVID-19 mà bị thì sử dụng cái bài thuốc, mà một là bài thuốc xong, hai là cái bài thuốc ngâm rượu để uống, thì kết quả coi như là đi đến cái chỗ 90%. Tôi không dám nói 100%, nhưng mà 90% có thể là khỏi. Do đó mà cái việc mà để ngăn ngừa cái vấn đề mà dịch bệnh này, thì tôi khuyên bà con cô bác hay nên kiếm những cái loại thuốc xong mà về cái bệnh cảm đó, với cái loại dầu để chúng ta sử dụng để mà ngăn ngừa. Cái loại dầu mà nó phải có cái chất mà lông não cho nhiều, tại vì cái loại lông não là cái loại sát khuẩn, nó rất là kết quả, loại sát vi khuẩn đó. Nếu mà dầu mà có chế qua cái lông não này đó, thì cái dầu đó là nó diệt trừ cả cái dịch bệnh này đã hết 50% rồi. Chúng ta chỉ còn xong một bài thuốc này vô là an toàn. Đó là cái vấn đề mà ngăn ngừa cái đại dịch sắp tới của 2023-2024. Như vậy thì cái đường lối để mà ngăn ngừa cái dịch bệnh này, Tết này, thì chúng tôi khuyên bà con cô bác hãy nên sử dụng qua cái đông y thêm. Nếu mà chúng ta đã có chích 2-3 mũi thuốc phòng ngừa cái COVID-19 rồi, thì an toàn nó đã lên tới mức là 30-40% rồi. Bây giờ chỉ cần sử dụng bên cái đông y cái thuốc mà xong á, và cái thuốc uống, thuốc rượu mà ngâm để uống á, của ông Sáu nào bên Đồng Tháp đó ha, thì cái đó là kết quả đó. Đó là cái vấn đề mà ngăn ngừa và cái vấn đề mà trị bệnh, thì bà con cô bác miền Tây của mình nên ổn định cái vấn đề đó. Đừng có sợ quá mà mất cái niềm tin đối với cái vấn đề mà sự sống của mình. Bởi vì cái sự sống này nó tồn tại do nơi chúng ta có một cái nền tín ngưỡng về mà tôn giáo Bửu Xuyên Kỳ Hương rất là mạnh. Bên Phật giáo nó không có làm gì hết, mà bên Công giáo cũng chẳng có làm gì được, không có cái bài thuốc nào. Chỉ có bên Bửu Xuyên Kỳ Hương mới có những cái bài thuốc đặc biệt này. Một là thuốc xong, hai là thuốc rượu để uống. Hai cái vấn đề này là vô cùng. Tại vì con virus nó tồn tại do nó khí lạnh khi mà phát xuất từ cái không khí mà nó đã còn xuống từ 20 độ đó, thì bắt đầu nó đã tồn tại cái sự sống của nó diễn biến nó không còn. Đó. Do đó mà chúng ta sử dụng cái loại thuốc mà để mà ổn định cái cơ thể mình, giữ cái thân nhiệt làm sao cho được 37-38 độ trở lên, thì con virus không có thể sống mà tồn tại được nữa. Vấn đề đó nên hiểu ngang cái vấn đề mà cái không khí lạnh đó. Dạ.
Dạ thì cảm ơn ông Tư đã chia sẻ những cái phần về cái dịch bệnh cho bà con biết, đặng thêm những cái cũng như là phòng ngừa và có những cái loại thuốc mà để trị. Bà đồng ý đó. Dạ đồng ý. Thì kính thưa ông Tư, có các vị thánh nhân cũng có cái câu là cắt chuồng nuôi dịch, dịch cũng bay, xây nhà xây hồ đựng nước, hồ cũng bể. Có phải là cái mấy con virus này là do Trung Quốc nó chế tạo ra đặng nó để nó hại chúng sanh, nhưng mà cuối cùng là nước nó phải bị, đúng không vậy ông Tư? Cái vấn đề này thì mình cũng nó thuộc về cái thiên cơ vận mạng của toàn thế giới ảnh hưởng chung. Mình không có dám nói quịch tẹt ra là đất nước Trung Quốc nó tạo ra cái con này để mà nó tiêu diệt nhân loại, cũng chưa chắc như vậy. Tại vì cái thời cơ, thời điểm mà nhân loại phải chết vì cái con dịch bệnh này để mà tái lập cái đời thượng vân thánh đức, như vậy làm cái vấn đề nó còn có một cái sự mà tồn tại lâu dài hơn. Thì hai cơn bệnh, cái cơn bệnh mà COVID-19, cái COVID-19 đó, nó đã phát xuất ở tại Vũ Hán, Trung Quốc. Cái con kỳ này đó thì nó cũng ở tại đất nước Trung Quốc. À, như vậy thì cái biến thể mới này đó, nó lại là cái sức mà khả năng mà nó tiêu diệt nhân loại mạnh gấp cả trăm lần, cả ngàn lần. Như vậy thì bây giờ mình thấy nó cũng phát xuất ở tại Trung Quốc, thì mình nói ở Trung Quốc thôi chứ mình không dám nói là nó chế tạo hay là không chế tạo. Nhưng mà đất nước của nó là phát sinh ra cái loại đó, virus đó. Cái con COVID đó. Thì bây giờ cái loại mà để mà mình nói rằng đất nước Trung Quốc nó có phải nó sản xuất được cái con này hay không thì mình chưa biết. Tại vì cái biến chủng của cái con virus khi đã có cái con virus cũ rồi, nó đã tiêu diệt nhân loại được rồi, thì bây giờ nó lại tự sản sinh ra một cái loại mới kháng lại tất cả các cái loại thuốc mà chủng ngừa đó, cái loại chủng ngừa, dù cho chích mấy mũi nữa nó cũng cái thời hạn của cái loại thuốc chủng ngừa đó chỉ có 6 tháng thôi, cô bác nhớ, có 6 tháng thôi là nó không còn tồn tại cái khả năng đó nữa. Như vậy thì những cái con khác nó phải chống lại cái con này, nó chống lại thôi, biến thể nó phải biến thể. Đó là một cái vấn đề mà tất cả mọi người phải tiêm tới mũi thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 10 gì nữa, nó cũng là không có chống được. Tại mình đâu có biết biến thể có nó loại gì để mà ra mà chống. Đó là cái vấn đề mà khó khăn của cái dịch bệnh mà chúng ta phải đấu trị là chỗ đó đó. Dạ cảm ơn đây tôi. Là nó sản xuất tại nó xuất phát từ Trung Quốc nha, cho nên bây giờ mình không dám nói là Trung Quốc nó chế tạo hay không. Chứ con virus này từ Trung Quốc, hiện tại bây giờ nó cái nhân chính phủ Trung Quốc đã cho dân đi khắp thế giới mà không cần visa, không cần. Không cấp visa nữa. Vì là nó đã dùng một cái âm mưu gì đó to lớn quá rồi ông Tư. Đúng vậy, cái âm mưu của nó là bá chủ hoàn cầu từ xưa tới nay, không phải mới đây. Từ khi nó đánh Việt Nam mình không biết bao nhiêu trận, nhưng mà đánh không có khi nào mà đồng hóa cái dân tộc Việt Nam này trở thành dân Trung Quốc được, không có. Cả ngàn năm rồi, đổ hộ giặc Tàu, mà bây giờ mình cũng vẫn là người Việt Nam thôi, chứ không có còn phải là người Trung Quốc nữa. Do đó mà cái âm mưu của cái người Trung Quốc là nó muốn thôn tính hết tất cả cái toàn cầu thế giới này, nó trở thành một cái đất nước của Trung Quốc. Nhưng mà làm sao mà cái Âu Châu để mà nó tồn tại nổi với cái vấn đề mà đồng hóa hết được. Do đó còn cách nữa, nó phải tìm một cái loại nào đó mà cái vũ khí này nó không cần tốn và đạn mà con nhân loại chết thì rồi nó con biết 19 đó là nó đã đi đến 120 nước hay gì đó. Dữ gì đó hả? Rồi 120 nước luôn hả? 120 nước con virus 19 đó. Ông có biết được là trong trong vừa rồi đó là nó có cái nước nào mà nó đi không tới được không? Nó có một cái nước, nhưng mà cái nước đó là nó thuộc về cái dân tộc thiểu số của đất nước Mỹ, tức là cái dân tộc Kogi ở trên cái đỉnh núi Sierra của Mỹ. Nó dân tộc đó nó sống ở trên cái độ cao cỡ khoảng 2000m trở lên. Cái dân tộc đó là toàn trường trai, dân tộc Kogi. Con mới biết á. Ăn gia trường. Do chừng khoảng vài trăm ngàn người. Dạ. Ăn chay trường không hết cả dân tộc đó. Mà virus không đến đó được. Không. Tại vì nó không có trà trộn với nhân thế giới mà. Nó muốn qua nó thì phải có những cái người ở cái bộ tộc mà gần đó đó. Nó ở Trung Mỹ á. Nó liên hệ với nó trước, nó cho lên thì mới lên được. Nó có cái cầu dây, cầu bằng mây á. Mây mà nó có tẩm cái chất mà dầu đó là không có thấm mưa được. Không có thể nào mục được. Ngồi. Nó mấy ngàn năm nay nó tồn tại. Do đó mà cái dân tộc Kogi này phải nói là dân tộc đàn anh của tất cả nhân loại trên toàn thế giới.
tất cả những cái dịch bệnh, những cái diễn biến đó cho hay trước mấy năm nay chứ không phải mới đây. Đây là một cái bí mật mà thế giới chỉ có cái đài BBC của Mỹ thì nó của Anh đó nó mới liên lạc được với cái dân bệnh dân tộc đó, kỳ đó, nó lên trên nó quay phim được 2 tiếng đồng hồ. Dân tộc nó chỉ cho có quay phim 2 tiếng đồng hồ. Cái dân tộc đó, nó ngộ một cái là nó không có bệnh viện, mà xét về răng là không có khi nào bị sâu răng có chết. Con người sống ít nhất là cũng phải 130 tuổi. Ô nó mô vậy Phật. Và sau 130 tuổi thì tất cả những người đó họ tự họ tìm cách vào những cái hang động ở trong cái núi đó, xe ra đó để mà họ bỏ xác thôi, chứ không có chết, không có người nào chết hết. Họ tự họ bỏ xác vậy đó. Là do họ tu hành chính do chống họ hay tu sao? Hành theo cái phương pháp nào đó của dân tộc đó. Dân tộc Kogi. Quý vị bắt trên cái mạng nó có cái dân tộc Kogi đó. Dạ. Rất là tốt. Dân tộc đó trường trai nha, ăn trai trường từ mấy ngàn năm rồi. Nó tồn tại trên 10.000 năm. Dạ. Dạ thì ông Tư ơi, cái vừa gọi đó là dịch bệnh ở bên Vũ Hán đó là cũng xuất phát vào cái Tết Nguyên Đán. Vậy thì theo như ông thì cái Tết Nguyên Đán này bà dân chúng cũng về quê mình nhiều quá, rồi ăn Tết thì khó khăn nghèo khổ, rồi còn thêm là dịch bệnh hiện giờ nó đã có một những biến chủng mới tại Việt Nam mình rồi. Theo nhận định của ông thì ông cũng có lời lẽ như để khuyên bà con là Tết này phải nên làm cái gì để là mình đừng có tiếp xúc như thế nào đó, để mình ngăn ngừa đó ông Tư. Đây là cái vấn đề lo toan trước của toàn thể nhân loại của đất nước Việt Nam chúng ta. Nhưng mà ở đâu thì tỉnh nào thì tôi không biết, nhưng mà cái tỉnh ba tỉnh nói chung ba tỉnh thôi, An Giang, Đồng Tháp với Hậu Giang thôi, thì ba tỉnh này đó an toàn chứ không có gì hết. Tại vì ba tỉnh này là toàn dân họ theo cái đạo Bửu Sơn Kỳ Hương là nhiều. Do đó mà cái sự ngăn ngừa dịch bệnh thì họ chăm chỉ vào cái vấn đề thuốc đông y á, thuốc nam á, thuốc nam thuốc bắc á. Cái loại thuốc đó nó có một cái tiêu chuẩn từ xưa tới nay là nó ngăn ngừa cái dịch bệnh rất là kết quả. Như vậy thì ba tỉnh miền Tây này đó, An Giang, Đồng Tháp và Cần Thơ đó, thì coi như là có những người nào có bệnh để mà chết thì đó là cái nghiệp quả của họ, họ nhận lại, nhận lại riêng của cái phần cá nhân á, họ không có tôn giáo hay là gì đó thì họ mới ảnh hưởng tới. Còn những người có tôn giáo liên hệ tới bệnh cái hình thái của cái Bửu Sơn Kỳ Hương hay là những cái hệ của bên cư sĩ của mình sống đó ha, thì là không có vấn đề, là an toàn không có gì hết. Chỉ có những người nào nhận lãnh cái nghiệp quả riêng về cái quá khứ, về cái tiền kiếp thì với Trung Quốc thì chuẩn bị trả quả, tức là bỏ xác thôi chứ không có gì. Nhưng mà cái hệ của Bửu Sơn Kỳ Hương của chúng ta thì tin tưởng rằng khi mà bỏ xác không phải chết mất đâu, nó còn tồn tại vĩnh viễn, nó tồn tại ở cái khối linh hồn của mình đó, nó vẫn tồn tại không có mất. Tồn thanh tịnh. Cũng sực nhớ đến thì ông có nói là khi mà con người ta sau khi chết thì chưa hết đâu ha. Chưa hết, phải còn chưa một hết. Cái giai đoạn của trả quả thì theo mọi người. Thì xin hỏi ông là khi mà cái đợt dịch thứ hai này là đợt dịch khủng khiếp nhất của nhân loại hiện nay thì theo như con biết. Nhưng mà khi mà người ta chết vì cái dịch bệnh thì linh hồn sẽ đi về đâu vậy ông Tư? Linh hồn đi về cái chỗ nơi mà cái người đó đã quá dây từ trong tiền kiếp với nhân tộc đó. Tức họ về những cái chỗ nơi mà để mà hành cái quả nghiệp của họ chứ không có về đâu. Tức là cái sự tồn tại đó nó vẫn vĩnh viễn, trả nghiệp không có nghĩa là hết, mà trả nghiệp để mà nó qua một cái kiếp sống đó rồi tồn tại ở một kiếp sống khác cũng vẫn như cái hình thức mà nó đau khổ hay gì đó để mà trừ cái nghiệp quả ngày xưa mà mình đã làm cho dân tộc nó khổ. Dân tộc của mình thì bị hai cái vấn đề tồn tại. Hiện tại ở miền Tây này thì có cái vấn đề mà ốc eo, cái đất nước ốc eo cách đây cũng vài ngàn năm. Rồi cái đất nước Chiêm Thành, bị dân tộc Việt Nam tầm quá hết, không còn tồn tại nữa ở miền Trung đó. Thì mình chỉ có hai cái nghiệp quả đó để mà lãnh, thì vấn đề từ miền Trung ra miền Bắc là coi như là chịu rất nặng nề về cái dịch bệnh này. Cái dịch bệnh từ cái nhân quả, nghiệp chướng của những cái tiền kiếp đó. Còn cái nạn ốc eo thì do người Chân Lạp họ tiêu diệt ốc eo chứ không phải dân tộc Việt Nam. Cái người vậy là cái người mà chịu đựng mạnh về cái vấn đề của ốc eo á là dân tộc Campuchia chứ không phải là dân tộc mình.
Có thể nói là sự quý việc đó nằm tại đất nước Campuchia cho ngoài miền Tây này. Cảm ơn đó ông là Tư. Tôi nói rõ về cái nguyên nhân. Quá là chia sẻ quá tuyệt vời Tư ơi. Dạ thì ông Tư cho con xin hỏi đó là người ta nói là những cái người dân ở biên giới đó là những cái người dân gọi là sau này sẽ chịu nạn tai là nhiều hơn những cái người bình thường. Vậy là nguyên nhân tại sao có thể là mình gần biên giới là mình bị giặc nó tràn qua hay là mình bị dịch nó tràn qua không gì ông Tư? Có hai nguyên nhân. Một là do này cái dịch bệnh trước nhất, và cái chịu cái ảnh hưởng thứ hai là cái ảnh hưởng do nó cái giặc giả. Tại vì chúng ta ở sát hai cái biên giới này thì dĩ nhiên cái về cái nạn mà bây giờ thì nó thuộc cái bom rơi đạt lạn rồi, nó mình không có thể nói là mình chơi tránh được. Nhưng mà nếu nó có tất cả những cái sự việc nào mà nó xảy ra, nó có điều những có cái điểm trước để mà nó báo ứng á, do đó mà mình phải chuẩn bị cái giai đoạn mà chúng ta chịu cái quả để mà trả cái nghiệp quả này đó, thì không phải ở các cái biên giới khác, nhưng biên giới nước nào cũng vẫn ảnh hưởng tới cái vấn đề này hết á. Riêng về cái tỉnh An Giang này thì có rất nhiều cái biên giới để mà chịu ảnh hưởng của đất nước Campuchia do nó cái giặc bệnh. Mà hiện tại thì nghe nói ở bên Campuchia thì cái người Trung Quốc họ ở bên đó rất là nhiều, do đó mà mình không có thể nói rằng cái dân tộc mà ở gần cái biên giới Campuchia là họ chịu cái nạn tai đó. Rồi một phần thì nếu mà chịu nữa thì dĩ nhiên là nó có cái hình thức nào đó để mà trả nghiệp quả thôi, chứ không phải là nó đi cái tản mạng, cái mạng mà dông thì cái chuyện đó nó nặng lắm. Cái việc thứ nhất là khi mà cái diễn biến nó tới, nó sẽ có những cái điềm báo trước 1-2 tháng, thì mấy cháu cứ theo đó mà tránh đi, mình tránh đi chứ mình đâu có ở gì đó vậy đó ha. Có thể nó là nhà mình bán ha, hoặc là mình lấy những cái nào theo cần thiết, còn những cái gì mà không cần thiết thì mình bỏ lại để mình di tản ở những cái vùng rất là êm ấm, sâu vô trong nội địa để mình ở, không có cái biên giới nào yên hết, không có biên giới nào yên hết. Trên cái chiến tranh đất nước nào cũng vậy. Vậy là ý ông nói là người dân biên giới là sẽ gặp nạn. Nhưng mà cái số nào mà nó ở lì là cái số đó nó còn cái dịch bệnh để trả đó, nó còn cái nạn tai về súng, về đạn, về cái sự chết chóc á, nó tồn tại do nên cái nghiệp quả của cái người đó chịu ảnh hưởng với cái dân tộc đó, biên giới đó. Chứ còn những cái người mà ta biết thì ta dĩ nhiên là dù cho ở biên giới đi nữa họ cũng vẫn có cái cách để mà tránh. Hoặc là chư thần che chở. Cái thứ hai nữa là do nó có họ biết họ lánh đi chứ có gì đâu. Chứ đâu phải là mình ở đó mà mình phải chết về cái bom rơi đạt đạn. Bây giờ nó không phải có cảnh mà bom rơi đạt đạn nữa, ít lắm. Mà cái chết do nơi cái chịu ảnh hưởng về cái vấn đề mà dịch bệnh là nặng nhất. Dịch bệnh nặng nhất chứ không phải do nơi cái bom rơi đạt đạn nữa. Chúng ta cũng phải cảnh báo vấn đề đó. Và nếu mà có cái xảy ra những cái hiện tượng nào đó thì nên tránh ngay, nên tránh trước, mình đi trước đi. Đừng có ở gần mà tồn tại ở cái thời gian nó quá lâu ở cái chỗ nào xảy ra cái bệnh như vậy. Dạ thì xin hỏi ông Tư, thì hiện bây giờ đó là bà con dân á thì cũng rất là hoang mang về cái như cũng như là cái biến chủng mới này, đó là XBB1. Dạ, thì XBB1 này nó có cái tác dụng là nó gây hại như thế nào, mà nó gây hại nhanh không? Vậy ông Tư, Nam Mô A Di Đà Phật. Theo như cái sự mà người ta cảnh báo y tế của bên Trung Quốc, mà những cái thành phần mà người ta bắt đồng chánh kiến với chính phủ là họ có lên mạng để mà thông báo thì mình thấy cái loại diễn biến của cái dịch bệnh này rất là phức tạp. Và cái diễn biến của cái loại biến chủng mới B1 này
nó làm cho toàn bộ cái phổi chúng ta nó bị đông đặc thành như cái lớp xương sa đóng, nó không còn có lỗ trống để mà nó cái không khí để chuyển vô để nó lọc máu nữa, nó làm cho đông đặc cái lá phổi, nó không còn có cái không khí oxy để mà nó tiếp quản để mà nó lọc cái máu xấu trở thành cái máu tốt, nó đen trở thành cái máu đỏ, mà cái toàn bộ cái lá phổi trở thành màu đen hết, tức là nó đã đi vào cái chỗ mà thở của mình á, cái chỗ thở nó không còn nữa, cái không khí để mà lọc cái máu là nó không còn nữa, thì tim nó ngừng đập và phổi nó bị bế tắc. Vấn đề đó nguy hiểm vô cùng, cái vấn đề này rất là lớn à. Yeah. Tại vì một cái con virus mà nó làm cho con người ngưng thở, tức là nó làm cho cái lá phổi không còn có lọc máu nữa, mà lá phổi không lọc máu được nữa thì cơ thể coi những quầy gì không còn, không có thuốc nào vô để mà tẩy trừ cho nó nhanh lẹ được hết, kể cả thuốc tây không có, chỉ có những cách chúng ta xong và phòng ngừa được cái vấn đề mà bên cái thuốc đông y đó thì quả mai cũng có thể tồn tại được, và cái sự chết chóc của nó nhanh vô cùng, không có thể như cái con COVID-19 đâu. À. Thì cái diễn biến của cái COVID-B1 này đó là một cái sự diễn biến của cái COVID-19 mà nó sanh ra, mà toàn thế giới phải chịu cái sự mà hệ lụy về vấn đề cái tánh mạng. Do đó mà có thể nói cái năm mẹo này đó, mình bước qua năm Mão rồi ha. Dạ, năm Mão tới, dạ. Quý Mão. Sắp sửa qua cái Tết này, nó còn mười mấy ngày nữa thôi ha. Thì nó đã chuyển biến qua cái năm mẹo rồi, thì bây giờ cái mèo mà kêu thì quý vị thấy rồi, trong sách giảng thường nó mèo kêu ba tánh lâu sau, hay là năm mẹo tháng mẹo chưa buồn, năm mẹo bước qua tháng Hợi đó mới lụy tuôn dầm về. À, cái mẹo này nó còn có hai cái hệ. Cái hệ thứ nhất qua năm mẹo thì nó chưa có sao, nhưng mà đến cái tháng Hợi đó, tháng Hợi tức là cái tháng 10 đó, tháng 10, tháng 11 gì đó, thì cái tháng đó bên âm lịch của Việt Nam nha. Yeah. Thì cái đó là nguy hiểm, tức là cái dịch bệnh thời đó nó đã diễn biến coi như là nghiệp quả nào trả theo nghiệp quả đó. Còn nếu mà chúng ta không có dây cái nghiệp quả đó thì nó không có trả, ở những cái vùng rất là an ổn, ở cái vùng mà có những cái cơ mà diễn biến những cái loại thuốc để mà ngăn ngừa được. Thì như vừa rồi cái COVID-19 nó cũng tiêu diệt An Giang, Đồng Tháp vậy, nhưng mà một số nào đó thôi, chứ cũng không có làm quá. À, cái diễn biến của cái dịch bệnh mà kỳ này đó là nó mạnh gấp 100.000 lần, chứ không phải là coi như chứ không phải đơn giản mà kỳ đầu mà 10 người chết một không có, hay là 20 người chết một, hay là 100 người đó chết một không có, mà bây giờ có thể nói là chết trên khoảng 50%, 70%. Khủng khiếp cái số người. Dân tộc Việt Nam mình có thể nó còn tồn tại chỉ có 50% thôi. Vì những cái tỉnh của cái miền 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long này có thể nó tồn tại 50%. Và những cái nước mà bị dịch bệnh mà chết nhiều hết tất cả, thì những cái nước đó họ không có chủ động xài thuốc đông y, thì họ phải chịu cái nặng tay này rất là lớn, tức là gần như là bị xóa sổ trên bản đồ. Nặng vậy đó, gần như vậy đó, chứ không phải là hết toàn bộ cái địa cầu này. Những cái địa cầu này mà nó những cái nước mà nó nằm ở trên cái những còn có cái vấn đề cái người mà sử dụng cái thuốc mà đông y đó, thuốc mà tàu, thuốc bắc, thuốc nam đó ha, thì họ sẽ tồn tại một số họ biết. Dạ. Sử dụng cái đó. Dạ thì cảm ơn ông Tư. Thì theo như ông Tư thì cái việc mà gọi là cái năm tới này nè, là năm mèo nè. Năm mèo mà có người nói với mấy đệ đó là bước qua mà nửa năm mèo là nó sẽ sự cố nó sẽ đến luôn, thì theo ông thì nó đúng vậy không ông Tư? Mà năm mèo này nó gắt gói dữ vậy không Tư? Rực lửa không Tư? Năm mèo này thì rực lửa, có thể nói là một cái năm rực lửa để nó tiêu diệt. Cái như COVID-19 vậy rồi thì nó đâu có tiêu diệt bao nhiêu đâu. Chúng ta chưa có thấy rằng cái gì như là 8-9 tỷ mà rồi mình chưa có mất 1 tỷ, mà tức là 10 chưa mất được 1 mà. Nó khoảng có vài trăm ngàn người à. Yeah. À, toàn thế giới nó chỉ có vài trăm ngàn người bỏ mạng thôi. Yeah. Mà bây giờ ở đất nước Trung Quốc thôi mà nó đã cái số mà chết á, hiện tại bây giờ đã không còn thiêu sát kịp. Yeah. Ừ. Cái chỗ mà tôi theo cái tin tức mà tôi mới nhận được đây. À,
Như vậy thì cái Tết này của toàn thế giới đó ha, có thể đó là 10 phần dân chúng đó, có thể chết 5-6. Chết 5-6. Sao nhiều lắm mà nghe. À, nếu mà qua tới cái tháng Hợi đó ha, thì có thể lên tới cơ thứ 7 á. Đó. Nhưng mà năm nay 2023 này cũng chưa. 24, 25 thì nó sẽ là giảm lại, nó bớt lại cái dịch bệnh đó. Nó hoành hành mạnh nhất là cái năm mèo, cái năm mèo. À, cái vấn đề của cái năm mèo là nó nguy hiểm cái gì đó, chứ không phải là đơn giản. Và cái Tết này đó rất là khổ, tức là một số những cái người công nhân mà đi làm ở Sài Gòn, Bình Dương rồi này kia, Đồng Nai rồi mấy cái chỗ bị loại ra rất là nhiều, mấy chục ngàn người, mấy chục ngàn người đó ở các tỉnh miền Tây mình làm sao mà giải quyết cái vấn đề công ăn chuyện làm đây. Rất là khổ đó. Có thể nó cái Tết mà không có tiền để mà mình quay quật trong cái vấn đề mà Tết nhất nữa. Mà không phải như cái những cái năm về trước mà mình mua đồ ăn đồ này kia nó được dồi dào, không phải, nó kém lắm. Tức là cái sự mà ăn Tết năm nay thì nó coi như là nó eo hơn những cái năm trước rất là nhiều đó. Nhưng mà cái chết thì chưa đến đâu, chưa. Cỡ tháng năm tháng 6 thì cháu nói như vậy thì có thể nói là nó đã đến cái nước nửa năm rồi, năm 6, nửa năm của năm mẹo rồi. Nửa năm mẹo trở lên thì có thể nói là chúng ta phải gây go trong cái chuyện mà chết sống này rất là lớn. Tức là 10 có thể nói là chết 5, chết 6. 10 người chết qua Tết. Tết tức là cỡ khoảng tháng 6, tháng 5 trở lên. Rồi, nửa năm vậy sao? Đây là một cái vấn đề mà nên cảnh báo với bà con cô bác xa gần, là chúng ta đừng có tin tưởng vào cái Tây y quá. Hay quá. Đừng tin tưởng vào Tây y quá mà hãy chuyển biến qua cái Đông y. Thuốc nào chúng ta sử dụng được. Bây giờ hiện tại bây giờ Đông y và Tây y nó không còn cái khắc kỵ nữa, nó không còn nữa. Uống mà chết tại tại chỗ. Mà nếu mà chúng ta cách nhau một tiếng đồng hồ thì cái thuốc đó nó vẫn có cái hiệu quả. Tây y và Đông y không, uống cách nhau một tiếng đồng hồ thôi vẫn là được. Nó không có cái gì chỏi được. Được. Đó. Bây giờ nên chuẩn bị cái Tây y thì tôi không khuyên bỏ, nhưng mà cái Đông y á thì nên hãy tuyển chọn lại, hãy sử dụng Đông y. Sử dụng Đông y rất là kết quả. Đây là cái vấn đề mà then chốt mà tôi khuyên hết tất cả bà con cô bác ở cộng đồng mạng chúng ta và những cái người mà theo tôn giáo của Bửu Sơn Kỳ Hương. Hãy chuẩn bị cái việc mà sử dụng bên cái Đông y nhiều, chuẩn bị cái loại thuốc Đông y để mà ngăn ngừa cái dịch bệnh này, và một cái số dầu để mà thoa sức cái trên cơ thể mình. Cái dầu này nó rất là kết quả nha. Tại cái dầu khi mà chúng ta sử dụng trong cái mũi mặt mày rồi chúng ta thoa lên rồi thì cái hơi của cái lông não đó nó sẽ tràn lan trong khoách trong cơ thể của chúng ta ra 5-6 tấc. Virus là không được rồi. Virus nó không có vô được. Cái dầu mà bên cái hệ thống mà giáo hòa hảo mà cho đó, cái dầu đó rất là kết quả. Quá hay ha. Đó. Tôi khuyên là bà con cô bác nên sản xuất cái loại dầu đó nhiều để mà chia ra cho bà con cô bác để xài, nó kết quả vậy lắm. Dạ. Một chai dầu thì chúng ta sử dụng 5-10 người 5-10 ngày được. Hoặc là dạ gì ông Tư ơi, thì cũng kết đề nơi đây thì con cũng hỏi ông một câu hỏi cuối cùng để kết đề là khi hiện bây giờ thì con cũng thấy ông cũng đi cho dầu lông não người ta nhiều, cũng đi cho từ thiện. Vậy thì không khi đó mình không có làm gì ra tiền mà mình cho dầu từ thiện vậy, thì ông cũng có muốn để chia sẻ nỗi lòng về cái dầu từ thiện nó lên trên mạng không, đang để cho bà con tiếp sức cho mình, đang cho mình đi cho người khác nữa chú ông Tư? Thì ở đây thì cái chỗ nơi nó rất là hẻo lánh mà tôi ở cái chỗ này thì nó thuộc về trong vườn thuộc cũng khó kiếm lắm. Nếu như bà con cô bác nào mà cần cái dầu lông não này thì hãy liên hệ ngay với cái cơ sở mà Bình Phật Giáo Hòa Hảo có cái điểm của trong cái xã mình đó. Nên liên hệ những chỗ đó để mà mình nhận xin cái loại dầu này để mà tốt hơn là tới gia đình tôi. Gia đình tôi nó hơi khó đi, khó kiếm lắm. Thì nên kiếm những cái cơ sở nào mà từ thiện về cho cơm từ thiện, hoặc là cơ sở của cái đại diện của cái xã địa phương đó, trong ấp mình đó, thì nơi chỗ đó đó là mình liên hệ với anh em đó là bên Phật Giáo Hòa Hảo là có chắc chắn, không có thể nào không được. Rồi cảm ơn ông nghe Tư. Nam mô
A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bửu Sơn Quỳ Hồng Phật, Nam Mô Bửu Sơn Quỳ Hồng Phật. Sáng chào hết tất cả bà con cô bác cộng đồng mạng để mà trong cái dịp Tết năm nay ha. Tết năm nay thì ổn lắm nhưng mà rất là eo ọt đó cô bác ơi. Dạ. Yeah.